Take me back into your heart. Cái đó từ 30 cho đến 55k luôn, tùy topping mình muốn bằng 5 cặp 10 cái. Rồi. Rồi. Wow, nóng, nóng hổi luôn. Bò. Tắm nước mắm. Nóng. Nóng. Nóng quá. Đế giòn nhưng mà ngon tuyệt, theo thầy đó ngon, đảm bảo ngon nhà Dung ăn vô rồi đi. Xíu mại cua xíu mại ri 79 trứng đó, nó lỏng lỏng vừa phải, nó tái tái giòn ở ngoài mềm ở trong, cực kỳ nóng, đặc biệt nước mắm nó ngon quá thì người vô luôn. Đây là cuối giờ mọi người, mà rất nhiều người vô. Cái bánh này giòn ngon kìa. Ai mà ăn hành thì rất là phí, phí nửa đời. Ăn phải ăn với hành. Chọn, rất là chọn luôn. Một người ăn một dĩa vô là đủ no mọi người. Thịt bò, trứng cút ở trong, hết sảy. Chắc gọi thêm hành quá. Damn! Thịt đó, lúc dưa cứ ăn em thấy bình thường thôi, mà ăn em thấy bánh căn rất là lệ, bánh căn lệ rất lệ. Không phải lệ rơi nha. Ăn hành nè, nay thì ăn hành nè, nay thì hành nè. Hành nè, ăn nhiều hành nè. Trứng đổ rồi, lỏng lỏng, dẻo dẻo ngon. Này mà lấy xíu mại ri 79 bỏ vô đó, 500 điểm luôn. Nói chưa, ăn gần lại 10 điểm rồi. Không chơi được. Mình đã ăn hết một hủ dâu rồi mà. Quá ngon. Để cho nó tiêu hóa. Đây còn một cái cuối cùng đó mọi người. Cho hết hành, cho hết xoài luôn. Quét hết. Đó, đó vậy luôn. Đó vậy đó. Chơi vậy luôn á. Hết luôn rồi. Giờ nó tắt bếp rồi. Đó, mọi người thấy không, đang vô trễ cái 5 phút thôi là tao hối hận. Mọi người đem cái lệ thì cứ đến trước 3 giờ. Đã thử bánh căn rồi đến ghé lệ. Mọi người có thể ghé những chỗ khác, nhưng mà cứ nên ghé đây một lần cho biết. Mời Vinh mời. Hôm nay mình sẽ review bánh căn nhà chung nha mọi người. Ở Đà Lạt có rất nhiều tiệm bánh căn ngon. Thì hai cái tiệm bánh căn mà nói là nổi tiếng nhất là bánh căn chung và bánh căn lệ. Hôm nay mình sẽ review bánh căn nhà chung. Đó. Đó, ok, hôm nay xem bánh căn nhà chung có cái gì mà nổi tiếng và rất nhiều người đánh giá là cao như vậy. Ok, let's go.
Phần trứng cút gà, trứng cút thịt bò hai phần cút bò. Nước mắm em đem nè, nước mắm với siêu mại, hai nước mắm luôn luôn à. Ở lại mình còn xin nha, còn ở đây nếu xin thêm là cái 10k nó khỏi, nó nhiều. Đó, chén hành lá nè, 10k. Mình nó thích hành cho nên mình gọi thêm hành nha. Cũng 10k. Bây giờ là phải công nghiệp thôi. Bạn khách đông quá phải công nghiệp thôi. Mắm nó ít quá. Đây, mình có xin thêm nha, nước mắm này là không tính tiền thôi.